alo, hi, xin chào mọi người à, đến với khóa học à, quảng cáo Facebook Ads cơ bản. À, mình là Thắng. thì trong cái bài học đầu tiên này á, thì Thắng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà mình tạo một cái fanpage chuẩn bán hàng online ha. thì à, à, cách mà mình cách mình cách tạo thì nó cũng nó cũng đơn đơn giản thôi nhưng mà để mà đảm bảo mà nó chuẩn á thì các bạn cần cần phải lưu ý một số cái yếu tố cũng như một số cái thiết lập mà thắng sẽ trình bày ở trong cái bài học này để mọi người uh, có thể tạo cho mình một cái fanpage chuẩn nè uh, để đạt cái độ chết đạt cái chất lượng cũng như đạt cái độ chết để mà mình có thể uh, bán hàng mình có thể kinh doanh và mình có thể um, chạy quảng cáo được ha đó thì mục tiêu của bài viết này trong cái bài học đầu tiên này thì thắng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà mình tạo cái fanpage bán hàng chuẩn ha rồi ok rồi bắt đầu À, thì trước tiên thì mình vào Facebook thôi, à, mình mà các bạn đăng nhập vào Facebook, đó các bạn vào phần trang, nè đó, vào phần trang. Và cái phần trang này bạn bấm tiếp là tạo trang à, ở trên góc phải bấm tạo trang. đó thì ở đây tạo trang nó cho mình chọn hai cái mục, à, một là doanh nghiệp thương hiệu, à, thứ hai đó là cộng đồng hoặc là người của công chúng. đó bạn là nghệ sĩ thì bạn có thể tạo cái 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 phần một thứ hai này còn bình thường mình bán hàng á, mình là doanh nghiệp á hoặc là mình là là chủ thương hiệu là mình đang muốn kinh doanh một cái thương hiệu nào đó thì mình tạo ở cái mục này đó ok thì ở đây mình sẽ chọn là doanh nghiệp một thương hiệu ha mình nhắm bắt đầu rồi ở trên đây mình đặt cái cái tên trang đó ví dụ ở đây là mình tạo về mỹ phẩm đi đó đây mình để là shop mình ví dụ đại ha shop mỹ phẩm hàng đó shop mỹ phẩm hàn quốc đó mình ví dụ nhà shop mỹ phẩm hàng thì ở đây mình để mình sợ để danh mục cho nó là mỹ phẩm đó làm đẹp chăm sóc cá nhân hoặc ừ, là cửa hàng mỹ phẩm gì đó cũng được đó là cửa hàng mỹ phẩm đó thế ở đây mình để là làm đẹp mỹ phẩm mà chăm sóc cá nhân đi ha tại vì ở đây tùy các bạn chọn facebook nó tự động nó lưu cho bạn thôi đó facebook nó sẽ lưu cho bạn cái 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 um cái danh mục ha cái danh mục của cái trang của bạn ha để để đảm nó nó sẽ nó sẽ giúp cho cho, cho Facebook là biết được cái bay của bạn thuộc vào cái danh mục nào đó ngoài cái tên trang ra thì cái danh mục này sẽ giúp cho cho Facebook biết là bạn thuộc danh mục nào để mà khi các bạn post bài nè khi các bạn làm quảng cáo nè là trong những cái tính năng khác của Facebook như gợi ý những cái trang đó ví dụ như vậy thì cái việc mà bạn lập hạng mục cái 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 hạng mục cho fanpage của bạn này là nó mang ý nghĩa là sẽ giúp cho Facebook thực hiện những cái tính năng À, mà Facebook nó cần đến cái danh mục ha tất nhiên là cái trang của mình thông qua cái trang của mình thông qua nội dung của trang mình Facebook nó không nó không hiểu hết đâu đó thì nếu mà thông qua cái hạng mục thông qua cái danh mục này thì Facebook nó sẽ nó sẽ nhận biết được rõ ràng cái ngành nghề mà mình đang kinh doanh à, để từ đó nó sẽ có thể nó sẽ tối ưu cho mình trong cái việc quảng cáo nè hoặc là tăng cái độ rít hay là hay là làm những cái công việc khác những tính năng khác của thằng Facebook đó nó sẽ hỗ trợ cho mình cái làm việc đó nên các bạn kinh doanh ngành nghề gì đó, thì các bạn cứ việc chọn hạng mục đúng với công việc kinh doanh của mình là được đó nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đó thôi ha các bạn chọn cà gần gần đúng đúng và gần đúng đó là ok đó địa chỉ đường phố ha ở đây mình để 150 à, mình để lại một cái ví dụ nha Nguyễn Trãi phường 3 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh Uhm. Rồi, cái mã zip thì ở đây cái mã zip là cái mã bưu chính ha, các bạn có thể search là mã zip Việt Nam. Đó, cái mã zip Việt Nam á, thì nó sẽ có những cái trang những cái trang như vậy nè, nó sẽ show ra được danh sách là mã bưu chính 63 tỉnh thành. À, mã zip code các bạn ở đâu bạn chỉ việc lấy đúng cái mã đó bạn copy vào là được ha rồi ok ở đây mình à, ở thành phố hồ chí minh mình để là 700 trăm ha đó rồi rồi số điện thoại của bạn đó số điện thoại của bạn thì các bạn có thể nhập ở đây cũng được và các bạn có thể vào bước sau nhập cũng được ok đó các bạn bấm tiếp tục rồi thêm ảnh đại diện mình, mình tạm thời mình bỏ qua ha thế sao mình mình nói sao rồi thêm cover bỏ qua luôn. Đó. Rồi bấm cái đặt lịch trước mình bỏ qua luôn. Rồi ok mình vào cái fanpage của mình rồi ha. Đó thì fanpage của mình nó sẽ có cái đường lên tạm thời là như vậy. Đó thì tạm thời á thì cái link nó sẽ bị nó sẽ bị nó sẽ bị gọi là hơi bị rác á, nó nó nó, nó hơi bị khó 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 chia sẻ đó thì uh, ở đây á, các bạn mới tạo fanpage cho nên các bạn không có chỉnh sửa được đó khi nào mà các bạn mời á, các bạn mời bạn bè mình tạm thời thì cái giải pháp mà đơn giản nhất là các bạn mời à, các bạn mời bạn bè của mình à, mời bạn bè bạn bè của mình vào wow. để like like cái trang đó đó thì khi mà đủ 25 á, cái lượt like thì các bạn có thể chỉnh sửa cái đường link này lại à, sao cho nó đẹp cho nó gọn nó đẹp thường thì mình sẽ chỉnh sửa lại là là tên uh, viết liền không giấu hay cho nó gọn ví dụ như shop mỹ phẩm hàng đó mình ví dụ vậy thì sau khi mình đủ 25 cái lượt like thì các bạn bấm như mình vào phần giới thiệu ha à, và phần giới thiệu nó sẽ có phần cái um, tên người dùng à, tạo tên người dùng ở đây bạn sẽ nhập là shop mỹ phẩm hàng đó, mình ví dụ nha đó một năm mươi đi à, rồi bấm tạo thì ở đây ôi tên người dùng đã tạo cho phép không ra đây bạn ồ oh, bây giờ nó cho mình sửa luôn rồi ok bạn chờ tí nha à à bây giờ facebook nó đã mở ra rồi bây giờ các bạn không cần like nữa Bây giờ các bạn không cần 50 like nữa, sorry các bạn nha. Tại vì fanpage không phải lúc nào mình cũng tạo đâu, fanpage lúc nào không phải mình cũng tạo hết á. Mà gần đây á, thì mình tạo nó, các việc bạn tạo tên người dùng nó không cho đâu, ha? nó không cho bạn tạo liền như vậy đâu. Đó, thì sau khi mà các bạn có được khoảng 25 like kìa thì Facebook nó mới cho, nó mới cho các bạn chỉnh sửa cái tên doanh nghiệp hay tạo cái tên người dùng đây nè, đó. Đó, thì sau khi 25 like nó mới cho bạn tạo, đó còn bây giờ thì Facebook nó mới update mình không biết là bị lỗi là update Nhưng mà bây giờ các bạn tạo fanpage nếu mà các bạn chỉnh sửa được cái phần tên người dùng này thì các bạn có tạo luôn ha các bạn nhớ cái quy cách mình đặt tên á là mình đặt tên tiếng Việt ha không giấu viết liền đó, để làm sao cho người ta dễ hiểu đó các bạn hiểu không đó ví dụ như các bạn để A còng shop mỹ phẩm hàng 150 là người ta biết cái shop này của mình đó sao nó gọn gàng đó trường hợp nào nếu mà đây thực sự là cái lỗi á thì À, các bạn phải mời 25 người bạn của mình ha 25 người bạn của mình like like cái bay thì các bạn mới 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 vào cái phần giới thiệu này các bạn chỉnh sửa tên người dùng được ha đó rồi coi như là mình bắt bước này đi là nó cho phép mình mình tạo là có thể là facebook nó mới update đó là nó cho phép mình tạo cái tên người dùng ngay từ ban đầu khi mà tạo fanpage luôn đó đây là một tính năng mình nghĩ là nó sẽ hay nó sẽ sẽ tiện cho người dùng đó sau khi mình tạo xong mình làm đầy đủ thông tin rồi mình có thể chạy quảng cáo luôn đó, mình không nhất thiết phải chờ phải chờ chỉnh sửa cái, cái cái, tên fanpage này lại cho nó chuẩn nữa đó ngay từ đầu các bạn làm giống như mình giới thiệu à, chỉnh sửa tên người dùng rồi các bạn nhập các bạn nhập cái tên cái tên fanpage cái tên người dùng cái tên cái tên gọi là cái đường dẫn cái url của fanpage của mình á thì các bạn nhập vào ha các bạn nhập vào một cái tên viết liền không dấu đó đúng với cái 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 cái, 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 cái tên trang của mình ha đó đây giống đây giống như là cái nick name vậy đó bạn cứ hiểu đơn giản giống như là cái nick name vậy đó đó rồi ok, sau khi mà các bạn tạo xong cái đường dẫn fanpage này nè, rồi bắt đầu mình mình bắt đầu bấm chỉnh sửa thông tin trang ha. Đó. Vào trang ha, mình vào lại trang nè. Bấm phần giới thiệu nè. Rồi mình bấm chỉnh sửa thông tin trang nè. Đó. Cái phần chỉnh sửa thông thông tin trang thì các bạn điền đầy đủ thông tin giúp mình nha. Ở cái phần mô tả thì các bạn điền mô tả về cái cái trang của mình. Đó là chuyên các dòng mỹ phẩm hàng word, đó mình ví dụ vậy ha rồi số điện thoại các bạn vui lòng nhập cái, cái 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 cái, số cái số điện thoại của doanh nghiệp của bạn vô ha đó ví dụ đây mình nhập cái số điện thoại của mình đó rồi bấm lưu thay đổi nè bấm lưu thay đổi nè đó nhập trang web đó các bạn có trang web thì mình mình nhập trang web của của các bạn vào đó email là cái gì đó bạn nhập email của bạn vào đó mình để ví dụ ha web thì nó không cần thiết như email là các bạn nên có nè. đó ví dụ như shop mỹ phẩm hàng. Đó, email nào bạn dùng email nào thì bạn nhập email đó nha. Đây mình chỉ ví dụ thôi đó. Ví dụ vậy, nó bấm lưu. Ở đây mình trang mình không có trang web bấm chat không có trang web đi. Đó. Rồi cái địa chỉ, đó, Facebook tự động nhận luôn ha khi mình tạo ngoài. Đó. Rồi cái thời gian, cái thời gian mà bạn làm việc thì bạn phải 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 phải, phải báo cho khách biết. Ví dụ như thứ hai làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ thứ ba làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ thứ tư làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ thì các bạn chỉnh sửa ở đây đó ví dụ như thứ hai làm việc có khung thời gian có hai khung thời gian ví dụ như làm từ 8 giờ sáng đến 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 à, đó 8 giờ sáng đến 10 12 giờ trưa đó chiều từ 13 giờ đó tới 17 giờ đó mình mình mình, mình ví dụ như vậy đó thì đây sẽ cho mình tùy chọn cái khung thời gian làm việc trong ngày luôn ha đó các bạn thời gian làm việc của sếp bạn như thế nào thì bạn đi những thứ đó cho người ta biết đó còn trường hợp là các bạn bán online thì các bạn check để luôn mở cửa thế thôi các bạn bấm lưu thay đổi đó tuyên bố quyền sở hữu tác giả thì các bạn như bị copy là cái dòng mô tả này đó. các bạn bắt vô đây là được đó đơn giản như thôi rồi Ok chính sách quyền riêng tư thì ở đây các bạn nào có trang web các bạn nào có cái trang chính sách quyền riêng tư chính sách bảo mật á, policy thì các bạn bắt cái lên vào đây ha đó. rồi để coi mình thiếu cái gì mà nó 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 báo lỗi cái thông tin của mình nè mình bấm lưu lại hết chưa rồi tắt nha mình lót lại rồi mình bấm lại chỉnh sửa thông tin trang để xem nó còn có báo có lỗi đâu rồi hết rồi à rồi nó bị lỗi thôi rồi như vậy chỉ đơn giản như vậy là như vậy thôi là các bạn có thể xét được đầy đủ những cái thông tin đó cần thiết và quan trọng để để đảm bảo cái độ trễ cho website của mình ha để nó đảm bảo là các bạn có thể chạy quảng cáo trơn tru. Đó để đảm bảo rằng cái chất lượng cái chất lượng bay của bạn hoàn chỉnh. Đó để mà khi người ta duyệt quảng cáo cho bạn, khi các chuyên gia duyệt quảng cáo cho các bạn á thì thấy rằng cái fanpage của bạn đạt cái chất lượng ha, đủ cái chất lượng. Đó, rồi ok thì tiếp tục nữa một cái phần nữa mà mình muốn nói đến đó, đó chính là cái phần uh, mình tạo cái avatar ha. Chờ avatar fanpage là cái phần này và cái 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 cover của cái fanpage của mình là phần này ha thì kích thước của hai hai cái 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 hình này á thì cái hình avatar á, thì kích thước của nó có tỷ lệ khung hình là một một ha và cái kích thước mà đẹp á đẹp á, và nét á thì nó 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 sẽ được nằm ở trong một cái tầm là 2048 nghìn pixel đó nhân hai nghìn bốn mươi tám pixel hai nghìn bốn mươi tám hai nghìn tám pixel nhân hai tám pixel đó là đó là, là cái 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 cover cái avatar còn cái cover này kích thước nó là 2037 x 754 pixel. Đó, rồi. Thì cái phần thiết kế này á thì các bạn nào mà chuyên á, các bạn nào mà chuyên á thì các bạn có thể tự làm được ha, à, các bạn có tự tìm resource, các bạn có tự thiết kế được còn các bạn nào không chuyên á thì các bạn nên nên tìm cho mình một người thiết kế ha để làm thiết kế cho cái fanpage của mình nó chuyên nghiệp nha đó cái thiết kế nó cực kỳ quan trọng đó thì thật ra cái 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 phần cái cái chi phí thiết kế cho cái bộ cover và bà ta này nó không có có nó có đáng là bao nhiêu hết á đó. đó. mà nhưng mà khi các bạn đầu tư đó thì cái nó tầm đâu đó khoảng 500 tầm khoảng 500 thôi là các bạn có thể làm được một cái bộ và bao gồm là cái cái cái, cái avatar và cái cover này đó cơ bản ha, để cho nó nó nhìn cho nó chuyên nghiệp đó để mà mình bán hàng đó để khách hàng nó chết ha để khách hàng nó tin tưởng để khách hàng thấy sự chuyên nghiệp thì nó nó dễ ra quyết định mua hàng hơn ha đó thì ở đây mình không thắng không có dạy thiết kế nha đó đây phần phần thiết kế là nó 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 phức tạp hơn nhiều ha bằng thiết kế là nó tùy vào cái 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 khả năng của mỗi người nữa đó đối với đối với các bạn nào có thể uh, biết về thiết kế làm sơ sơ được thì cũng có thể nghiên cứu làm cho nó chuyên nghiệp còn không thì các bạn nên thuê hoài ha các bạn nào mà gặp khó khăn các bạn nào mà cần thuê cái cái phần dịch vụ mà thiết kế cái cover và cái fanpage này nè các bạn có thể liên hệ với thắng ha thì thắng cũng cung cấp cái dịch vụ mà thiết kế này luôn đó thì một bộ tầm khoảng 500.000 nghìn bao gồm cái 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 logo và cả cái cả cái cái fan cái 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 cái, cái, cái và cái cái cover ha thì mình sẽ thiết kế một cái bộ chuẩn á, chuẩn để mà mình làm cho cái bay của mình nó chuyên nghiệp ha thì ở đây thì thắng đã tạo rồi đó cho nên ở đây thẳng à tháng sẽ tải lên ha. Đó. Rồi ok. Các bạn chờ tí nha. ở ừ. Facebook. email Rồi ở đây mình có cái cover này mình up cái cover các bạn chờ tí ha facebook đen, nó đang nó đang nó đen, up hình lên cái mạng lúc này nó đang nó đang bị vấn đề sao đó chờ tí rồi nó up lên ok ha rồi mình bấm luôn thôi đúng kích cỡ rồi nó không cần phải cắt gì hết rồi nó lại ta có cái hình avatar nè đấy rồi bây giờ thêm ảnh bia nè đó bấm tải lên nè đó thì hái hình này mình thiết kế thiết kế sẵn rồi ha đây mình làm cơ bản thôi mình làm ví dụ thôi nó đúng cái kích thước đó. đó làm đúng cái kích thước đó để mình ví dụ cho các bạn là nó 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 đi đúng cái 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 khung này ha nó chuẩn ha các bạn cần phải thiết kế nha bạn lưu ý là mình phải 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 thiết kế đúng cái 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 cái, cái dài cái kích thước đó thì khi bạn up lên đó, nó mới chuẩn được ha nó mới chuẩn được và nó không bị cắt cắt mất đi cái thông tin mà mình muốn truyền đạt cho cho khách hàng của mình ha đó rồi thì ở à đây thì các bạn cứ làm đúng những kích thước này hoặc là các bạn cứ 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 thuê thiết kế bên ngoài ha các bạn thuê thiết kế bên ngoài thì họ làm cho bạn thì bạn họ cũng sẽ tuân phải 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 tự biết tuân thủ cái những cái nguyên tắc này ha trường hợp mà các bạn người ta không biết thì các bạn cứ đưa thẳng ra cái yêu cầu lại luôn là thiết kế cho mình cái avatar có kích thước là 2048 2048 đó rồi mình thiết kế cái cover là 2037 x 754 pixel là ok đó thì người dân thiết kế người ta sẽ tự bí mà người ta sẽ sẽ thiết kế cho bạn những cái 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 hình mà đạt chuẩn và đúng chuẩn như vậy ha rồi ok đó à, ở đây các bạn thấy nó không bị cắt mất phần nào ha không kéo lên được nè không có lên được nè đó các bạn như việc bấm lưu lại là xong đó rồi thế là bây giờ mình sẽ có một cái 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 cái, cái fanpage là đầy đủ thông tin nè bao gồm hình đại diện đó các bạn thấy nét chưa rồi cover đó đây mình ví dụ thôi đó rồi ở tên đây là mình đã 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 đi đã, đã sửa được mình đã tạo được cái tên người dùng rồi nè đó rồi ở đây cái phần giới thiệu và phần giới thiệu phần chỉnh sửa thông tin thì các bạn chỉ cần điền đầy đủ những cái thông tin này là đạt chuẩn ha hả những thông tin này là sẽ đạt đã đủ đầy đủ rồi nó sẽ đạt chuẩn một cái fanpage bán hàng đó thế thôi rồi các bạn bắt đầu chăm sóc đã các bạn vào trang của mình rồi nó không lót nổi luôn nè chả biết sao nữa mạng nặng lắm á facebook lót không nổi kinh thiệt lót lại rồi ok mình chờ tí đó rồi thì các bạn mới tạo bay thì các bạn nên post vài bài nha các bạn post khoảng khoảng năm mười bài đó sau khoảng hai ba ngày đó đó rồi các bạn cứ chạy quảng cáo thôi ha nên để hai ba ngày đó 5 7 ngày một tuần gì cũng được các bạn nên viết 5 7 bài ha, 5 bài, 5 7 bài, 5 10 bài cũng được ha, năm về sản phẩm của mình, về thông tin ABCD đó các bạn viết để ít ngày cho nó giống như là nó 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 nó, nó có cái độ nó có cái độ lâu, nó có cái độ uy tín hơn á còn hơn là các bạn mới tạo ra mà các bạn làm liền thì nó, nó 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 sẽ có thể là sau 5 phút nên mình nghĩ nó vẫn chạy bình thường thôi. Đó nhưng giống như để cho sự ổn định vậy đó các bạn để ít ngày. Rồi thì các bạn post ít bài cho cái bay nó có nội dung Đó rồi các bạn mời ít người like 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 cho fanpage của bạn Nó đơn giản vậy thôi rồi Rồi sau đó rồi fanpage nó đầy đủ thông tin như mình nói là Để ít nhà rồi các bạn cũng có những bài viết tương tác cũng như là mời Cũng như là mời bạn bè của mình À mời bạn bè của mình like cái 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 fanpage á đó. đó thì rồi các bạn Các bạn cứ post những cái post bài viết quảng cáo thôi Các bạn post bài viết bạn chuẩn bị post bài viết quảng cáo chuẩn bị nội dung chuẩn bị hình ảnh để mà mình làm quảng cáo thôi lúc đó là mình khi mình lúc đó mình chạy quảng cáo nó sẽ trơn trâu trơn tru hơn nó sẽ mượt hơn nó đảm bảo hơn đó nó sẽ ngon lành hơn đó đơn giản cái 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 video này là tháng muốn hướng dẫn cho mọi người cách tạo một hình bay chuẩn nè đó chuẩn về thông tin nè đó chuẩn về cấu trúc và hình ảnh cũng chuẩn về kích cỡ để nó đảm bảo có chất lượng tốt nhất ha. đảm bảo có tính chuyên nghiệp nhất ha. để đáp ứng cho khách hàng cũng như là để để đảm bảo cái độ tết để khi mình chạy quảng cáo cho nó mượt ha cho nó ok cho nó hiệu quả đó rồi thì trong cái cái video này thì thắng chỉ hướng dẫn tới đây thôi đó thì trong cái video tiếp theo đó, trong cái bài học tiếp theo thắng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà mình viết nội dung quảng cáo ha đó ok thì rồi ok thì thắng thắng xin kết thúc cái bài học này ở đây à, hẹn gặp lại mọi người ở trong cái cái bài học tiếp theo nhé rồi ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn